ever wanted in this world is carnage. Hi, chào mọi người, tụi mình đang đi coi phim Venom. Vừa mới ra ngày hôm nay luôn. Bây giờ vô rạp coi, chút xíu về sẽ review kể lại cho mọi người nghe nha. What the heck, Max? Đây là trong rạp chiếu phim nằm trong cái mall gần nhà nha mọi người. Bây giờ đang đi bộ vô trong rạp chiếu phim. Cái tiệm này là nó bán mắt kính á. Nó trưng bày mấy con lừa nhìn hả hoành tráng ghê, không nhìn tưởng cái gì chứ. Rồi nó còn bấm nút cho mấy cái con lừa chạy tới chạy lui nữa. Đây có cái đàn tự đàn nè mọi người. Cái đàn piano tự đàn. Này mà mấy chục năm về trước mà thấy cái đàn này chắc ta nói là ma đàn quá. Đó, nó có cái bộ điều khiển ở dưới nè. Đó, xong cho nên nó tự đàn thôi. Hay ha. Ở bên đây có chuyện làm chiếc xe hơi. Một người, một chỗ ngồi. Trời, mình mà là chủ công ty này hả, mình đuổi cái ông nào mà thiết kế chiếc xe này liền ngay lập tức. Thiết kế chiếc xe gì nhìn thấy gớm mà cũng đem ra trưng bày ngay trong mall nữa. Thiệt tình. Xấu dã man luôn, xấu kinh dị luôn. Có một chỗ ngồi ở trong à. Đó, bạn nào thích cái bộ này không? Mình mua mình gửi về tặng cho. Trời, này mặt giống như là không có mặt gì vậy. Này ta. Nhìn trong suốt luôn, nhìn giống như là không có mặt vậy. Đây. Mấy con người mẫu này công nhận tướng đẹp dễ sợ. Đây, tới rạp chiếu phim rồi. Bây giờ sẽ vô mua vé. Hello Max Mập. You want me call you Max Mập or Max đẹp trai? You call me Max Mập today. So Max Mập ok. Bây giờ sẽ vô đây mua vé. Đây, chọn phim xong rồi trả tiền bằng cái máy này. Đây, mình sẽ coi phim Venom suất 6:30. Max Mập đang mua vé. Chọn phim, chọn bắp với lại nước. Xong rồi bỏ thẻ vô trả. Rồi nó in vé ra cho mình. Đây. Dùng cái vé đó qua đây để lấy bắp với nước. Ok, you go. Rồi, bây giờ sẽ đi vô rạp. Upstairs or downstairs? Nó có hai cụm rạp, cụm ở dưới với là cụm ở trên. Thì nó nói là cái phim này nó nằm ở cụm rạp ở trên. Trên đây có cái quầy bar. Dán què. Giờ ngồi đây chờ 10-15 phút để cho người ta clean up, người ta dọn cái rạp xong rồi mình mới vô được. Còn nửa tiếng nữa. Đây là cái vé nè mọi người. Phim Venom 2. Ghế ngồi DD4. Vé là 14 đồng một vé. Suất 6:30 chiều. Ngày mai phim này mới chính thức ra rạp nhưng mà tụi mình đi coi sớm một ngày. Thường là phim chính thức ra rạp là ngày thứ 6 hàng tuần. Thì tới chiều thứ 5 là mình đã coi được rồi. Đó. Đây là trước mỗi cái cụm rạp nè. Trên lầu này nó có 3 cái rạp. Từ số 1 đến số 3. Rạp mình coi là số mấy đang biết nữa. Rạp mình coi là số 1 là ngay rạp này luôn. Bên đây. Đó, nhưng mà chờ cho người ta clean up xong rồi mình mới vô. Này rạp số 2 cái bên. Rồi đi tuốt xuống dưới kia là rạp số 3. Ở đây có mấy cái bảng để giấy tờ phim nè. Hôm bữa coi phim này rồi, trời phim này hay dã man luôn.
để hôm nào đi San Francisco quay lại những cái chỗ mà người ta quay cái phim này cho mọi người coi. Đây, phim này mình chuẩn bị xem nè. Venom. Khát nước quá mới mua thêm chai nước nè mọi người. 4 đồng 25 cent cộng với thuế nữa là tính thêm, tính ra tiền Việt là khoảng 110.000 một chai nước này đó nha. Trời ơi, vô coi phim bị chặt giả mang luôn. Chai nước hơn 100.000. Có cái máy này nè mọi người, cái máy này là mình mua nước xong rồi cái hả, mình tự mình chọn nước của mình, xong rồi cái mình uống xong á, cái mình refill được, mình mua chai nước và cái mình uống gần hết rồi, giờ mình refill chai nước ha. Đây, chai nước để dưới đây, bấm nước này để nước nó chảy vô. Đó, nước ngọt cũng chọn giống vậy luôn, nhưng mà mình mua nước thường nên mình không có mua nước ngọt. Rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi vô rạp, người ta clean up xong rồi. Yeah. What is that? DD4, DD5, I guess. Vô rồi coi mà còn hơi vắng. Chắc chừng chút nữa ta vô đầy. Còn tới nửa tiếng nữa. My friends call me Ron Minskotchko. What is a friend? Lady, we should be out there snacking on bad guys. I need to be free. You have got to get control of your aggression, or you will get hauled off into Area 51. Eddie Brock, I want to give you my story. People love serial killers. Please, why me? What's mine is yours, and what's yours is mine. I have tasted blood before, and that is not... All I ever wanted in this world is carnage. Crazy man. Real vengeful one. Oh shit! Where are you going? That is a red one! You need to come out right now. I will let you eat everybody! Promise! I promise! Oh yeah! Eddie, you feel like home to me. Like family. Oh, wow. You could just say, I'm happy for you. That was going to be us. I am happy for you. No! God, I'm so sorry. Not sorry. This two need some serious couples. Dựa trên những cái trailer của Venom thì mình chỉ kể sơ sơ vậy thôi. Nếu mà spoil hết thì nó không còn hay nữa. Nên mọi người ra rạp mà coi nha. Phim này có một cái after credit rất là hay. Mọi người nhớ ngồi chờ để xem cái after credit này. Nó có liên quan đến Marvel Universe và Spider-Man. Cái after credit này xảy ra sau phim Endgame, sau khi Iron Man búng tay để đưa tất cả mọi người trở lại. Mọi người nhớ đăng ký kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký ở góc bên dưới bên phải của màn hình để cùng đi chơi tiếp với tụi mình nhé. Mọi người cũng có thể tìm kênh Cùng Đi Chơi Cuộc Sống Mỹ ở Thung Lũng Silicon trên Google. Nhớ gõ Cùng Đi Chơi Cuộc Sống Mỹ thì sẽ tìm thấy kênh của tụi mình nhé. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.